Hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sửa chữa cái máy CB 1003 này nha. Nó bị chấm, bị sọc nè. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nè. Nhưng mà chúng ta in chúng ta thấy chấm không? Chấm nhiều không? Đặc biệt là nó bị gạch, bị sọc nữa. Rồi bên đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Thì chúng ta tắt máy hết đi. Chúng ta lấy khay giấy ra nha. Chúng ta phải tháo máy rồi mới được nha. Rồi chúng ta tắt máy nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn này. Rồi chúng ta tháo máy ra nha. Đây. Ta tháo máy ngóc này ra nè. Người tháo lưu ý nha, tháo ốc nào chúng ta để kỹ nha, nó lạc mất không có ốc đâu nha. Epson CB1003. Mọi người có thể làm giống như mình để sửa chữa, hoặc là cũng, nếu như không có linh kiện mọi người cũng có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới nha, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sửa nha. Rồi. Khi tháo thì chúng ta rửa từ từ ra thôi. Con máy này nó có cái này là cái chỗ chúng ta để bỏ pin đó. Tuy nhiên chúng ta muốn mang đi đâu thì chúng ta gửi này, chúng ta bỏ pin vào nha, rất là tiện đó. Chúng ta bỏ pin vào đó. Đi tháo rồi chúng ta tháo cáp rồi nha, người tháo từ từ thôi nha. Chúng ta tháo cáp rồi. Đây là cái màn hình panel của nó, CB 1003, nó đều mới nè. Rồi chúng ta lấy cái khay mực ra. Rồi chúng ta tháo ra nha. Rồi chúng ta tháo ra nha. Dây này là dây quẹt. Dây này là dây quẹt làm mát cái máy nha. Rồi để xuống. Tại vì vừa qua vừa làm nó hơi khó. Rồi để xuống nha.
được cái này ra, chúng ta tháo cái này ra trước nha, tháo cái vật sáng trước xong chúng ta lấy cái máy ra. Rồi sau khi lấy cái máy ra thì chúng ta tiếp tục ta tháo tiếp nha. Tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta thay, chúng ta sửa cái này. Này có thể nó bị sái cái thanh sái nhiệt nha, chúng ta tháo rồi chúng ta thay cái thanh sái nhiệt thử nha. Chúng ta phải có cái vít thông dụng cái này, vít nhỏ này thì nó vừa cái ốc. Người tháo ốc là người lưu ý nha. Tháo ốc rồi nào thì chúng ta nhớ để đúng ốc rồi, để tí chúng ta gắn lại cho nó dễ. Rồi giờ chúng ta tháo này ra luôn nha. Tại vì cái bộ sái nhiệt nó nằm phía dưới, chúng ta tháo men ra chúng ta mới lấy được cái đó ra. Chúng ta tháo cái này. Người tháo từ từ thôi nha, tháo nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta không mạnh tay quá, mạnh tay quá cái xe bị đứt cáp nè. Bây giờ chúng ta tiếp tục tháo để lấy cái bộ sái nhiệt này ra nha. Ta tháo tiếp tục tháo bàn ống này. Rồi chúng ta tiếp tục sấy tháo cái bộ sấy nhiệt này ra nha, này sấy này, này chúng ta kiểm tra coi nó có bị đứt không, hoặc là nó bị hư mạch không, nếu mà hư chúng ta thay cái bộ sấy này không, rất là đơn giản. Rồi mình đợi một xíu cho mình thấy lái đồ mình thay nha. Có gì không hiểu thì mọi người cứ comment phía dưới mình chỉ cho nha.